Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review sữa bột XO kit GT 800g vani giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí thương hiệu Nam Yang, xuất xứ Hàn Quốc công dụng Ki 180 Plus Kit Canxi là sáng chế độc quyền của Nam Yang và Viện Nghiên cứu Thực phẩm Hàn Quốc có liên quan đến việc thúc đẩy tăng trưởng đặc biệt là thúc đẩy tăng trưởng xương giúp hỗ trợ phát triển chiều cao hiệu quả. Ki 180 bao gồm các thành thành phần chính như canxi rong biển, chiết xuất rong tiểu câu, bột sữa non. Chiết xuất dầu thực vật, chiết xuất lúa mạch giúp kích thích tạo tế bào sụn, phát triển xương hiệu quả giúp trẻ cao hơn mà tuyệt đối an toàn sản phẩm rất nhiều bước kiểm tra nghiêm ngặt với 45 thành phần dưỡng chất giúp, giúp tăng cường phát triển trí não. Giúp tăng cường tiêu hóa và hấp thu, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp thúc đẩy tăng trưởng, Giúp phát triển an toàn, đối tượng sử dụng, dành cho trẻ từ 2 đến 15 tuổi, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng các bước mua sản phẩm như sau click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng. Không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được sản phẩm chính hãng. Tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.